Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi 714-889-0777 TNT Cabinet Thai Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất 714-894-1177 go farther than you ever thought possible in a new fuel efficient Corolla Hybrid Electric, Camry Hybrid Electric, RAV4 Hybrid Electric and Highlander Hybrid Electric. Cảm ơn quý vị vẫn giữ sóng Lô, Sài Gòn TV. Tiếp theo là phần thế Giới. Kính mời quý vị cùng theo dõi. nữ cầu thủ bóng rổ Mỹ ra tòa ở Nga trở lại trong ngày hôm nay. Quân đội Mỹ chuẩn bị phương án bảo vệ chuyến đi Đài Loan của Chủ tịch Hạ Viện. Kinh tế Trung Quốc sụt giảm nặng trong tam cá nguyệt thứ hai. Mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết sau đây. Nữ cầu thủ bóng rổ Mỹ Britney Greener đang bị xét xử ở Nga về tội cần sa đã ra hầu tòa trở lại hôm nay nhằm để làm chứng trong một vụ truy tố của Nga, có thể khiến cô phải đối mặt với án tù 10 năm. Một ngôi sao của Hiệp hội bóng rổ quốc gia nữ WNBA, 31 tuổi, người đã chơi ở Nga trong mùa giải của giải đấu, đã bị giam giữ tại sân bay Sarameteov của Moscow vào ngày 17 tháng 2 với hộp thuốc hít hơi nhưng có chứa dầu cần sa trong hành lý. Tại phiên điều trần thứ 6 về vụ án của cô, Greener được cảnh sát áp giải vào phòng xử án cúi xuống để tránh đập đầu vào cửa, mặc một chiếc áo phong dài tay từ đội WNBA của cô, Phoenix Mercury. Greener dơ những bức ảnh cá nhân và bắt tay các luật sư của cô qua song sắt của lòng bị cáo trước khi ngồi xuống. Vụ kiện chống lại cô được xét xử tại tòa án quận Khimki bên ngoài thủ đô Moscow, đã làm nổi bật mối quan hệ căng thẳng giữa Nga và Hoa Kỳ đã xuống mức thấp mới sau chiến tranh lạnh do Nga can thiệp quân sự vào Ukraine người bào chữa cho greener đã lập luận rằng cô đã được kê đơn cần sa y tế để giảm bớt các triệu chứng của chấn thương mãn tính một phương pháp điều trị không phổ biến đối với các vận động viên ưu tú ở các quốc gia cho phép sử dụng chất này tuy nhiên hành động này là bất hợp pháp ở nga cô greener đã nhận tội nhưng bác bỏ ý định vi phạm luật pháp nga hoa kỳ và các vận động viên nổi tiếng nói rằng cô đã bị bắt giữ sai và đã kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho cô ấy nói rằng cô đang được sử dụng như một con cờ chính trị để tìm tự do cho một người Nga bị giam giữ ở Hoa Kỳ hoặc các nhượng bộ khác từ Washington. Quân đội Mỹ chuẩn bị phương án bảo vệ chuyến đi Đài Loan của Chủ tịch Hạ Viện. Các thẳng giữa Mỹ và Trung gia tăng với dự định của Chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ bà Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan. Và ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc một lần nữa tuyên bố sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ nếu chuyến đi diễn ra. Tuy nhiên, nếu bà Pelosi vẫn quyết định đến Đài Loan, quân đội Hoa Kỳ đã sẵn sàng các phương án để bảo vệ chuyến đi của bà. Theo nguồn tin, nếu bà Pelosi đi Đài Loan, quân đội Hoa Kỳ sẽ điều động lực lượng tại khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương để bảo vệ an ninh trong thời gian chuyến bay cũng như những ngày bà Pelosi biến thăm Đài Loan. Quân đội có thể sẽ thiết lập một vùng đệm xung quanh chuyến phi cơ của chủ tịch Hạ viện Mỹ. Và cũng trong ngày hôm nay khi được hỏi về vấn đề này, tướng Mark Milley Chủ tịch của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ cũng xác nhận. Tuy hiện tại còn sớm để đưa ra thông tin cụ thể, nhưng nếu chuyến đi diễn ra, thì quân đội Mỹ sẽ có biện pháp bảo vệ. Cho đến nay, chưa có chuyến đi nào của giới chức cao cấp Hoa Kỳ lại cần đến các biện pháp an ninh dày đặc như vậy. Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại rất khác. Theo chuyên gia Mark Kozak, quyền phó giám đốc Trung tâm Chính sách Quốc phòng và An ninh Quốc tế của Công ty Tư vấn Quân sự Mỹ, Rand Corporation, không loại trừ có thể xảy ra một vụ va chạm trên không và có thể là một cuộc thử nghiệm hỏa tiễn nào đó. Và như vậy, luôn có khả năng xảy ra vấn đề. Đầu tuần này, thì Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ cũng cho biết, quân đội Trung Quốc đã trở nên hung hãn và nguy hiểm hơn nhiều. Số lượng các vụ tiếp xúc không an toàn trên không và trên biển cũng gia tăng trong thời gian gần đây. Kinh tế Trung Quốc sụt giảm nặng trong tam cá nguyệt thứ hai. Mức tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã chậm lại mạnh trong quý 2, chỉ tăng được 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái và không đạt được mong đợi của các kinh tế gia. Theo dữ liệu chính thức từ nhà cầm quyền Trung Cộng công bố, nguyên nhân chính dẫn đến sự trì trệ kinh tế là vì nhà cầm quyền đã quyết tâm thực thi chính sách zero covid, thực hiện các đợt đóng cửa trên diện rộng để hạn chế các trường hợp covid đã gây ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động công nghiệp và chi tiêu của người tiêu dùng. Tổng sản phẩm quốc nội GDP được dự báo sẽ tăng 1,0% trong quý từ tháng 4 đến tháng 6 so với một năm trước đó. Theo một cuộc thăm dò ý kiến của các nhà phân tích của Reuters, chậm lại đáng kể so với mức 4,8% trong quý đầu tiên. Dữ liệu chính thức cho thấy GDP tăng 2,5% trong nửa đầu năm. Tuy nhiên, tính theo quý so với quý trước, GDP đã giảm 2,6% trong quý thứ hai so với kỳ vọng giảm 1,5% và mức tăng 1,4% đã điều chỉnh trong quý trước. Ông Phu Liên Huy, người phát ngôn của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết trong một cuộc họp báo, trong nửa đầu năm, tăng trưởng kinh tế bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó do môi trường quốc tế phức tạp và khắc nghiệt, cũng như tác động của dịch bệnh trong nước. Bắc Kinh đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ hoặc một phần đã được áp dụng tại các trung tâm lớn trên toàn quốc vào tháng 3 và tháng 4 bao gồm cả thủ đô thương mại Thượng Hải, dẫn đến hoạt động kinh tế bị trì trệ. Các quý vị, quân Ukraine phá hủy một phần cây cầu chính của Kherson do Nga kiểm soát. Ngày hôm nay, quân đội của Ukraine thông báo đã phá hủy một phần cây cầu quan trọng trên sông Dnip, cầu duy nhất nối thành phố Kherson cho quân đội Nga kiểm soát với căn cứ địa của Nga ở phía nam của sông Dnip bà Natalia Gumeniav, người phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh miền Nam Ukraine, xác nhận về các cuộc anh kích nhắm vào cây cầu Antonovsky và theo phát ngôn viên quân đội Ukraine, các cuộc tấn công nhắm vào cầu Antonovsky được thực hiện với vũ khí có độ chính xác cao, có mục tiêu làm mất tinh thần của quân địch. Trên Twitter, ông Mikalo Bolodyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine, nhấn mạnh rằng các lực lượng chiếm đóng hay quân nga phải học cách để bơi qua sông Dniép hoặc rời khỏi Kherson ngay lập tức. Đại diện của lực lượng chiếm đóng Nga là Kirill Stemilsov cho biết, ông nói rằng là bức độ thiệt hại cụ thể nhưng khẳng định tình trạng hiện nay của cây cầu không có bất cứ ảnh hưởng nào đến chiến sự và quân đội của Nga đã dự kiến mọi thứ và sẽ lắp đặt nhiều cầu quân sự để vượt sông. Trong lúc quân đội Ukraine phản công lại tại Kherson, nhiều địa điểm của Ukraine bị quân Nga tiếp tục anh kích như là cảng Odessa, tây nam của Ukraine thành phố cảng Mykolaiv và Zakota, một ngôi làng ven biển gần Odessa. Bộ Tư lệnh miền Nam Ukraine cho biết các cuộc tấn công ồ ạt bằng hỏa tiễn nhắm vào miền Nam của Ukraine xuất phát từ các phi cơ đến từ Hắc Hải. Châu Âu đạt thỏa thuận cắt giảm tiêu thụ 15% khí đốt để dự trữ. Trong khi Nga thông báo đóng dần vèn cấp khí đốt cho châu Âu, các bộ trưởng năng lượng của 27 nước Liên Hiệp châu Âu họp tại Brussels đã thông qua thỏa thuận cắt giảm tiêu thụ khí đốt. Theo tinh thần của kế hoạch khẩn cấp về năng lượng của Ủy ban châu Âu, nội dung chủ yếu của thỏa thuận là bắt đầu từ ngày 1 đến 31 tháng 8, các nước thành viên Liên Hiệp châu Âu sẽ cắt giảm 15% tiêu thụ khí đốt so với mức trung bình của năm mùa đông vừa qua. Tiêu thụ khí đốt của các gia đình không bị tác động biện pháp cắt giảm trước mắt chỉ liên quan đến các nơi sản xuất và cơ quan hành tránh mục tiêu rõ ràng là để chuẩn bị cho mùa đông tới và chủ yếu là để các nước có thể tích trữ khí đốt cho mùa đông tiếp theo việc thực thi thỏa thuận tiết kiệm là dựa trên cơ sở tự nguyện theo hoàn cảnh của từng nước nếu việc cắt giảm tiêu thụ không đủ để chuẩn bị tích trữ thì ủy ban châu âu sẽ có thể ra quyết định bắt buộc tuy nhiên thỏa thuận cũng cho phép nhiều nước được quyền miễn trừ áp dụng thỏa thuận như đảo Chipre, Morte và Ireland vì không kết nối với dược đường ống dẫn khí của lục địa, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha vì đang bị hàng hán. Các nhà máy thủy điện hoạt động cầm chừng và cuối cùng là những nước đã vượt mục tiêu tích trữ khí đốt. Và cũng trong phần tin quốc tế, thưa quý vị, một thanh niên bị lưỡi quạt trực thăng chém chết khi đang tự chụp ảnh. Cảnh sát đang điều tra một tai nạn trực thăng đáng tiếc khi một nam thanh niên vừa trở về sau chuyến đi du lịch sang trọng, xuống trực thăng và chụp ảnh thì bị cánh quạt trực thăng chém chết. Hiện ba thành viên phi hành đoàn của trực thăng đang bị bắt giữ. Anh tên là Jack Fenton, 22 tuổi, vừa xuống chiếc trực thăng loại Bell 407, được thuê tại một pin của phi trường trực thăng bên ngoài của thủ đô Athens ngày hôm thứ Hai vừa qua, khi anh ta bị các cánh quạt phía sau vẫn đang quay va phải. Một nguồn tin cảnh sát cho biết, cuộc điều tra đang tập trung vào những sơ xuất có thể xảy ra. Câu hỏi đặt ra là tại sao trực thăng đã đáp mà cánh quạt phía sau vẫn quay? Phen đang trên đường trở về sau kỳ nghỉ cùng gia đình trên một hòn đảo sang trọng của Hy Lạp. Và theo nhân chứng, nạn nhân đã xuống trực thăng và đi về phía sau đuôi, không nhận ra rằng các cánh quạt vẫn đã quay và bị chém chết ngay lập tức. Theo nguồn tin, một chiếc trực thăng thứ hai chở cha mẹ anh đã được chuyển hướng để họ không phải chứng kiến hậu quả khủng khiếp này. Một người đứng đầu công đoàn cảnh sát cho biết cánh quạt của trực thăng vẫn quay trong khoảng 2 phút khi động cơ tắt, trừ khi phi công nhấn vào nút có thể dừng chúng trong khoảng 50 giây. Ngoài ra, cửa không có khóa và mọi người có thể tự mở cửa ra ngoài. Và Đức không chấp nhận sổ thông hành mới của Việt Nam vì thiếu nơi sinh. Bộ Ngoại giao Đức ở Việt Nam hôm nay thông báo chưa chấp thuận mẫu số thông hành mới có bìa màu xanh đậm của Việt Nam, làm ảnh hưởng đến việc đến Đức của nhiều người Việt một công hàm của phía Đức gửi cho Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay và một thông báo của Cảnh sát Liên bang Đức trong cùng ngày nói rằng những sổ thông hành mới của Việt Nam được cấp từ ngày 1 tháng 7 2022 tạm thời không được công nhận ở Đức và vì thế không thể cấp thị thực vào những sổ thông hành đó. Về trường hợp những người có sổ thông hành Việt Nam mẫu mới và đã được cấp thị thực của Đức, Phái Bộ Ngoại giao khẩn thiết khuyên những người đó không nên đến Đức bởi vì có nguy cơ quý vị sẽ bị từ chối cho nhập cảnh tại biên giới. Phái Bộ Đức cũng xin lỗi về sự bất tiện này và khẳng định nếu tình hình thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho quý vị. Hai văn bản trên của phía Đức nói cụ thể hơn rằng mẫu số thông hành mới của Việt Nam không thể hiện nơi sinh của người mang sổ thông hành, vì vậy gây khó khăn cho nhà chức trách Đức tại bộ phận xuất nhập cảnh. Hôm 1 tháng 7, Bộ Công an Việt Nam loan báo họ bắt đầu cấp sổ thông hành phổ thông, không gắn chip theo mẫu mới cho công dân Việt Nam ở trong nước và ngoài nước. Báo chí trong nước khi đó dẫn lại thông tin từ đại diện Bộ Công an cho biết, số thông hành phổ thông mẫu mới có nhiều cải tiến. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin quốc tế Thảo Tiên và Lê Thái. Xin quý vị hãy giữ màn hình. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho đài.